trời muôn tiếng ca chung tụng, dành Chúa đến muôn muôn đời. Hãy đến tụng mộ Chúa, xin lòng mừng đang cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhân, nào cùng đến trước thiên nhân, dâng lời cảm tạ và tụng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Cộng đoàn hành hương thân mến, khởi đầu ngày mới, chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu việc lạ lùng Chúa đã làm cho tất cả chúng ta. Vượt qua những khó khăn vất vả cũng như những khát khao, chúng ta đặt chân đến nơi thánh địa Fatima này. Chúng ta tỏ lòng yêu mến, tôn kính Đức Trinh Nữ Maria là người mẹ chúng ta, và chúng ta dâng thánh lễ để cùng với Đức Mẹ tạ ơn Thiên Chúa, và nhất là cùng xin với Đức Mẹ giúp cho chúng ta học hỏi được thánh ý Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Và chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này theo ý cô Dung, xin tạ ơn Chúa và xin ân bình an. Theo ý chị Thu, cầu cho Phêrô Vũ Văn Phước và Luca Vũ Văn Kha. Giờ đây, để xứng đáng cử hành vào nhiệm thánh, chúng ta cùng thành tâm thống hối tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con thoát mọi gian nguy và được hưởng bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hành sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-sê. Đức Chúa phán thế này: con cái Israel phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng vàng bạc làm ra mẫu tượng để rồi bị đập tan. Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi. Chúng làm ta nổi giận, chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất. Nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa. Chúng
gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột. Nhưng giả như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Khi Ê-ra-im đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Khi lễ dân ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đói hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Đó là lời Chúa. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Có mắt có miệng không nhìn không nói, có mũi có tay không ngửi không nghe. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Có hai tay không sợ không mò, có hai chân không bước không đi, ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà Ha-a-rông hãy tin cậy Chúa. Chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa nói, ta chính là một tư nhân lành, ta biết chiên ta và chiên của ta biết ta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng những người Pha-ri-siêu lại bảo: ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, giáo giảng tin mừng nước trời và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng:
lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Hy vọng là cha quý sơ và anh chị em đã có một đêm an giấc. Giờ đây chúng ta hãy giữa bầu trời thanh mát của buổi sáng, chúng ta hãy hít thở thật sâu vào trong con người chúng ta để cảm nghiệm thấy khi trời Chúa đang ban cho chúng ta thật là tươi mát dưới bóng mát của mẹ Maria. Anh chị em hãy hát, hãy hít thở thật sâu để chúng ta cảm nghiệm hồng ân của Chúa một ngày mới. Mỗi một ngày là một hồng ân Chúa tặng ban cho chúng ta. Và nhất là những ngày hành hương ở Fatima này, Chúa ban cho chúng ta qua mẹ hiền Fatima của chúng ta. Anh chị em hãy đặt tay lên cái bàn tay của mình đây này, có cái chỗ đập máu đó. Chúng ta thử đặt tay coi xem, chúng ta thấy tim chúng ta đập. Hay nếu chúng ta đặt trên tim của chúng ta thấy nhịp lượng tim của chúng ta đều và chúng ta vui mừng. Nếu người nào có bệnh cao máu với thấp máu thì chúng ta sợ lắm, tại vì thấy cái tim nó đập loạn xà ngầu lên. Thế đó, vì vậy mà anh chị em hãy đặt tay vào, chúng ta cảm nghiệm cái hơi thở Chúa đang ban cho chúng ta, và từ cái hơi thở đó nó làm cho máu của chúng ta đỏ ra, nó tẩy uế chúng ta khỏi mọi những cái vết bẩn, làm cho thân xác của chúng ta được khỏe mạnh lên. Và mỗi một ngày sống, nếu anh chị em hít thở thật sâu, chúng ta hít thở trong cảm mến, chúng ta hít thở trong lòng yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đang ôm ấp tôi, Thiên Chúa đang bao trùm tôi, và nhất là trong những ngày hành hương này. Thưa anh em, nói như vậy để chúng ta đi vào cốt yếu của những bài đọc ngày hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Ngày hôm qua chúng ta đã xin với Đức Mẹ lạy Mẹ xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngày hôm nay tôi xin anh chị em lại xin với Đức Mẹ ơn thứ hai của Fatima, là xin Mẹ cho chúng con biết ăn năn hối cải, cải thiện đời sống. Người ta mơ ước rất là nhiều khi mà anh chị em ở trong gia đình. Thì chúng ta thấy gia đình của chúng ta lộn xộn, thấy gia đình của người khác không có tốt, thấy xã hội ngày hôm nay đầy rẫy những bất công. Thì anh chị em có một cái mơ ước cũng giống như tôi và như cha cũng như các quý sơ và hết mọi người. Chúng ta đều bảo rằng nếu sau này mà tôi được quyền phép hay là có một cái thế giá gì đó thì tôi sẽ cải tạo thế giới. Tôi sẽ cải tạo thế giới. Tôi sẽ làm cho thế giới tốt hơn, không có xấu như ngày hôm nay. Tôi sẽ làm cho gia đình tôi tốt hơn. Tôi sẽ làm cho mọi người trở nên đáng yêu mến hơn. Và chúng ta mơ ước. Rồi dần dần chúng ta cảm nghiệm thấy rằng cái mơ ước của chúng ta nó xa vời quá. Thế giới vẫn đầy rẫy những bất công, thế giới vẫn đầy rẫy những tội lỗi, và chính chúng ta đây, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta xa gần Thiên Chúa, và chúng ta cảm nghiệm thấy rằng chúng ta bất lực. Giờ đây khi mà về càng thấm thía về tuổi già, chúng ta bảo trời đất ơi, cái mơ ước của tôi từ ngày tôi sinh ra cho đến bây giờ chưa hề được thấy gì hết. Nhưng mà thưa anh chị em, khởi đầu không phải ở bên ngoài, khởi đầu phải từ trong trái tim của anh chị em, khởi đầu phải từ thân của anh chị em, phải tự mình anh chị em. Mỗi người chúng ta phải hoán cải con người chúng ta trước nhất, thì chúng ta mới có hoán cải gia đình chúng ta được. Chúng ta mới hoán cải vợ chúng ta, con chúng ta, chồng chúng ta. Chúng ta mới hoán cải hàng xóm chúng ta, chúng ta mới hoán cải những người xung quanh được. Bây giờ cái ơn mà tôi xin anh chị em xin với Đức Mẹ hôm nay, và cũng nhà lời Đức Mẹ xin với chúng ta trong ngày 13 tháng 7, là Đức Mẹ xin chúng ta hoan cải, xin chúng ta trở về với Chúa, xin chúng ta đừng phạm tội nữa, xin chúng ta cầu nguyện cho những tội nhân thống hối trở về. Và như hôm qua tôi nói với anh chị em, người đầu tiên mà chúng ta cần phải cầu nguyện đó chính là mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn thống hối thật
Bởi vì đó là cái ơn để chúng ta bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Và nếu chúng ta trở về với Chúa thật lòng, nếu chúng ta hoán cải thật, thì lúc đó chúng ta sẽ biến đổi gia đình chúng ta, sẽ biến đổi con cái chúng ta, sẽ biến đổi những người chung quanh của chúng ta. Và đó là cái ơn rất cần thiết trong ngày hôm nay. Và anh chị em với tôi cũng như cha, chúng ta chuẩn bị suốt ngày hôm nay trong ngày như hôm nay, xin với Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria cho chúng ta tâm hồn thống hối thật và trở về với Chúa, biết hoán cải con người chúng ta, từ bỏ những gì bê bối tội lỗi để chúng ta trở nên một người mới. Bài đọc 1 của tiên tri Ose mà mấy ngày trong tuần này chúng ta nghe. Và anh chị em biết tiên tri Ose là một tiên tri sống trước Chúa Giêsu khoảng chừng 700 năm ở vùng Samari. Và Ngài hoạt động trong cái vùng đó bởi vì dân Samari là cái dân người ta nói là dân ngoại đạo. Tức là bỏ Chúa, không còn thờ Chúa nữa, đi đúc con bê vàng và nhất là đúc các tận tượng, thần tượng, đi theo dân ngoại, thờ lạy những con bò, thờ lạy những thần tượng, thờ lạy những thần mà không phải là Thiên Chúa. Và Ose có một cái cảm nghiệm lớn hơn nữa là chính vợ ông ta. Ông ta là ngôn sứ, ông ta là tiên tri mà vợ thì bất trung với mình, bỏ mình và cuộc sống gia đình của ông cũng tan nát. Nhưng mà cái sứ điệp của ông nói với chúng ta ngày hôm nay cũng như trong suốt trong tuần này là Thiên Chúa là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương chúng ta, Thiên Chúa là Thiên Chúa không bỏ chúng ta. Và Thiên Chúa, dù chúng ta có phạm tội, dù chúng ta bỏ luật của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa yêu và Thiên Chúa theo dõi, Thiên Chúa biến đổi chúng ta và giúp cho chúng ta trở nên những người con của Ngài. Vậy thưa anh chị em, cái sứ điệp của Đức Mẹ ngày hôm nay trong lần hiện ra lần thứ 3, tức là ngày 13 tháng 7 năm 1917, thì Đức Mẹ nói với ba em rằng chúng con phải ăn năn trở về với Chúa. Và Đức Mẹ đã cho ba em xem thấy hỏa ngục, nhìn thấy hỏa ngục. Nhưng bây giờ các cha với các anh các chị tưởng tượng, ba em còn nhỏ lắm. 7 tuổi, chưa đầy 8 tuổi, chưa đầy 9 tuổi, chưa đầy 10 tuổi. Mà Đức Mẹ cho các em xem thấy hỏa ngục. Và từ đó trở đi Francisco Jacinta không còn thiết sống nữa. Sợ và run rẩy bởi vì thấy hỏa ngục khiếp quá. Không tưởng tượng nổi là trong hỏa ngục đầy rẫy những quỷ đen, đuổi xấu xa rồi bao nhiêu người đang bị nung nấu ở trong đó. Hình ảnh của hỏa ngục ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi về với con người của chúng ta. Và Đức Mẹ kêu gọi anh chị em không phải sợ hãi, nhưng mà chúng ta tin tưởng phó thác, bởi vì Thiên Chúa không dựng nên hỏa ngục để phạt chúng ta. Nhưng mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do, chúng ta có thể quyết định tôi có để Chúa muốn Chúa cứu chuộc tôi không, hay là tôi chấp nhận để tôi bị kết án muôn đời như vậy. Cái sự tự do của chúng ta rất là lớn, và Thiên Chúa ban cho chúng ta là những người con của Chúa được quyết định để chọn lựa tương lai của mình với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để Cha trên trời ban cho nhiều thợ gặt. Lúa chín thì đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy thưa anh chị em, đó là lời mời gọi của Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, cho cha, cho tôi, cho sơ và cho mỗi anh chị em. Chúng ta phải là những người thợ gặt đầu tiên cho gia đình chúng ta. Chúng ta phải là những người thợ gặt đầu tiên cho cánh đồng truyền giáo của thế giới ngày hôm nay và cho ngay nước Úc, nước Australia, nước Áo của chúng ta. Và khi chúng ta sống ở chung quanh nước Áo, chúng ta sẽ thấy nhiều người không còn lơ là với Chúa. Cộng đoàn của chúng ta thưa dần những người không đi lễ và nhiều người không thực hành các bí tích của Chúa. Đó là những cái nhu cầu mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa đánh động lòng chúng ta, hãy để cho cái lòng Chúa thấu vào trong tâm hồn chúng ta, đụng chạm đến trái tim của chúng ta. Và khi chúng ta được Chúa đụng chạm đến rồi, thì chúng ta cũng sẽ trở nên những nhà truyền giáo, những người gặt lúa cho tin mừng của Chúa. Cánh đồng truyền giáo và nhu cầu của giáo hội rất là lớn. Thưa anh chị em, chúng ta hãy suy nghĩ với Đức Mẹ. Đó là lời mời gọi của Mẹ Maria. Chúng ta hãy nghe tiếng đập của Chúa Giêsu Kitô trong trái tim của chúng ta. Và chúng ta hãy để cho trái tim của Chúa đánh động chúng ta, để chúng ta cũng trở nên những cánh tay,
những bàn tay, những trái tim của Chúa Giêsu Kitô trong thời đại hôm nay. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương, quan phòng, nâng đỡ cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng chờ đợi, lắng nghe mỗi khi chúng ta đến với Ngài. Trong tâm tình đó, đoàn hành hương chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima. Chúng con xin tri ân, cảm tạ vì Chúa và mẹ luôn nâng đỡ chúng con, dắt dìu chúng con vượt qua muôn ngàn thử thách, luôn củng cố niềm tin trong tâm hồn chúng con để có Chúa kề bên. Chúng con sẽ vươn mình, đứng thẳng để luôn tin tưởng vào tình thương và phù trợ của Chúa hơn. Hồng ân, vì tất cả là hồng ân. Trên đất Thánh Mẹ Fatima, chúng con thiết tha cầu xin Chúa cho ban mục vụ, ban phục vụ, cách riêng từng thành viên trong hội Mân Côi biết siêng năng kiên trì cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, mọi người được sống bình an trong bước đường tương lai và tất cả niềm tin tưởng phó thác và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho nhân loại sớm vượt qua cơn đại dịch COVID-19 này và toàn thế giới trong bình an, yên vui, hạnh phúc. Nguyện xin cho tràn chuỗi Mân Côi như hoa lòng kinh, lòng dân kính Mẹ trong tình thương của Đức Maria, Mẹ của lòng Chúa xót thương. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay, trước bức tượng thân yêu của Mẹ, với tâm tình phó thác, xin Mẹ nâng đỡ niềm tin và soi sáng hy vọng của những anh chị em đang thất vọng, đang gánh chịu những đau khổ bệnh tật thể xác cũng như trong tâm hồn, để họ nhận biết và tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa và đấng chân thiện mỹ và là đấng luôn hiện diện chia sẻ với họ những khốn khó trong cuộc sống này. Và nguyện xin Chúa giàu lòng từ bi nhân ái cho các linh hồn Phêrô, Vũ Văn Phước, Luca, Vũ Văn Kha qua sự cầu bầu của hiền mẫu Fatima, đặc biệt trên đất thánh này được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con nguyện cầu.
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa hằng lắng nghe lời dân Chúa nài vang. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện cộng đoàn chúng con vừa dâng lên, để mỗi người chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban và sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Này con dâng Chúa hoa mời Chúa ban trái nho thơm nồng hà lương ngát hương đồng bàn tay bao khổ công cùng nguyện cầu Chúa đói trong lễ vân dâng lên và nguyện đổ xuống dâng lên Chúa cho đời chúng con, Chúa như suối nguồn gọi mát những tâm hồn ngày đêm luôn cầy trông. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để kinh nhớ thân mẫu của Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và tuôn đổ ân thanh dồi dào, khiến chúng con cũng thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu rãi vào thế gian ân sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quãng thần thờ lại, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tình trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần sốt men đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thân hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đâm sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.
Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa thánh thần, đoài thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa chúng con thừa lãnh người chúng con cử hành màu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp trên người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hành sống và thân thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đôi nhìn hiến lễ hội thân dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thân thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Từ Đạo Hiển Vinh, các Thánh Từ Đạo Việt Nam chúng con và toàn thể các Thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin Chúa thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse, các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của đoàn hành hương chúng con mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha rất nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin Cha thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ân lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đan khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng Chúa. Anh chị em thân mến, trong niềm vui ngày hôm nay, chúng ta cúi đầu chúc bình an cho nhau. Lời chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngợi vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dạy con đi theo bước chân tình yêu.
đêm tìm Chúa, dù chưa được thấy, nhưng con vẫn luôn cay trông thấy tim nhẹ vương biết bao yêu thương. Đời đi tìm Chúa, lòng như bừng nở, trăm hoa ngã thương trời mơ, thấy như lòng con mến thương nhiều hơn. Chúa ơi, bao tháng năm rồi, con những hô hoài thưa trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng, vững tin muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm thánh thể nhân ngày kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Quy xin Chúa nhận lời chúng con kêu khấn mà ban cho chúng con niềm vui được đầy tràn ân sủng và được thâm nhuần ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây tôi sẽ thánh hiến và làm phép các ảnh tượng, còn chẳng hạn anh chị em mang theo. Faço agora bençoe dos objetos religiosos. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bençoes, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assiste benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando a imagem de vosso Filho. Ele que Deus é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thiên Chúa về lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin người đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Trong nắng mai huy hoàng, rộn ràng chim trời ca hót, muôn đó hoa đẹp tươi, theo thần sứ con dâng lời kinh mừng Maria. Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ linh, đẹp tươi diêm lệ khôn xanh. Ngàn đời dâng lời hoan ca Maria. Trong bóng đêm trăm chuông, bầu
trời theo ngàn tinh tú, muôn tiếng ca đầy vơi theo thần sứ con dâng lời kính mừng Maria.